con chó này. Tôi đéo hiểu sao cái lúc mà tôi vào người ta tư vấn nhổ răng thì không đau đâu em ơi. Thực sự là nhổ răng nó cũng không đau lắm, nhưng mà tôi cảm giác nó ớn vãi cả trưởng ra và nó đau. Đấy là cái lúc mà các bạn, người ta sẽ dùng kìm hay bất cứ cái mịa gì tôi không biết được, và người ta kéo cái răng của các bạn ra. Nếu như bạn nào đã đi nhổ răng và đặc biệt là răng khôn thì các bạn biết được rằng là ôi, không đau đâu em ơi, đau vai. Yên tâm mà tôi đã trải qua cái việc nhổ răng và tôi vẫn còn sống sót với anh em tại đây. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shop app chính thức của Sĩ Kẹo, shopsikẹo.vn. Uy tín, chất lượng, nhanh chóng, thử vận may Free Fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Hello, chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Xin lỗi anh em, mấy ngày qua tôi không có ra video đều cho anh em xem được, bởi vì là tôi mới nhổ cái răng khôn. Thế, đéo hiểu sao răng khôn thì nó lại mọc ngu vai bíp. Má, thằng nào trong nhỉ? Từ từ công ạ. Tôi đã phải khổ sở trong mấy ngày qua công biên rồi. Ăn cháo không ạ? Bây giờ đã ăn cơm rồi nhưng mà tôi cũng chỉ nhai được một bên, với lại nói thì như các bạn nghe đây, giọng tôi nghe như vịt đực. À, con chó nghe mày tính chơi bố mày á? Ui, ngu người mẹ rồi. Xác con mẹ nhà mày định đi. Đậu xanh. Chuyện là tôi đã nhổ răng từ hôm nào tôi cũng đéo nhớ nữa, nhưng mà tôi thề với cái bóng đèn là tôi nhổ răng nó đau vãi cả trưởng các ông ạ. Các ông tưởng tượng như là cái răng của các ông sẽ bị những cái máy khoan cỡ nhỏ, những cái dùi đục, và người ta sẽ bẩy cái răng của các ông lên. Wow. Nghĩ đến thôi tôi cũng cảm giác sợ. Ngoài ra trước khi nhổ răng này chắc chắn là các bạn sẽ bị ăn mấy phát tiêm vào ngay thẳng trong mồm, nghe có vẻ vãi trưởng. Nhưng mà dẫu sao thì cái mũi tiêm nó vẫn khá là nhỏ so với khi mà trải nghiệm các bạn đi tiêm ở bắp tay. Tôi thề luôn, cái mũi tiêm ở bắp tay nó to vai đài. Khổ sở phết. Thế nên bây giờ đã có thể bình luận video cho anh em xem được, nhưng mà nếu hiểu sao giọng tôi như một cái con người khác vậy. Con chó này. Tôi đéo hiểu sao cái lúc mà tôi vào người ta tư vấn nhổ răng thì không đau đâu em ơi. Thực sự là nhổ răng nó cũng không đau lắm, nhưng mà tôi cảm giác nó ớn vãi cả trưởng ra và nó đau. Đấy là cái lúc mà các bạn, người ta sẽ dùng kìm hay bất cứ cái mịa gì tôi không biết được, và người ta kéo cái răng của các bạn ra. Nếu như bạn nào đã đi nhổ răng và đặc biệt là răng khôn thì các bạn biết được rằng là ôi, không đau đâu em ơi, đau vai. Yên tâm mà tôi đã trải qua cái việc nhổ răng và tôi vẫn còn sống sót với anh em tại đây. Nhưng mà vẫn chưa xong. Đó là 11 tháng 6 thì tôi mới đi rút chỉ, và chắc là một vài ngày nữa thì tôi mới có thể nói chuyện bình thường được. Còn bây giờ thì quạc quạc quạc, chẳng khá đéo con vịt cả. Không biết là công có nghe được gì trong video không, nhưng mà ở trên từng trên đéo hiểu sao thằng nào đấy hôm nào nó cũng kiểu đục đục đéo đéo cái mẹ gì, và nó cứ kêu cộc 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 cộc. Nó làm tôi khó chịu vãi, và cuộc sống của tôi thật bất hạnh. Thật ra đã mấy lần rồi tôi tính vác chảo lên là đập nó, như kiểu là cách các bạn cầm chảo đập mấy thằng trong game Free Fire headshot vỡ mẹ đầu. Nhưng mà thôi, nghĩ đi nghĩ lại tôi nghĩ là cái việc đấy của mình nó thật trẻ trâu, và thay vào đó tôi sẽ gọi cho FBI. Sự thật thì FBI không có tại Việt Nam, mà tôi nghĩ là tôi sẽ gọi cho bảo vệ chung cư, và câu chuyện vẫn tiếp tục được tiếp diễn. Đấy là ngày đéo nó cũng kiểu cầm búa, cầm dao hay cái mẹ gì tôi không biết nữa, nhưng mà nó cứ gõ cộc 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 ở trên, và tôi ở dưới tôi vẫn điên vãi trong cái nắng của Hà Nội 28 độ C. Nhưng mà cũng may khi ở trong phòng tôi bật điều hòa 25 độ, và cũng khá hơn rất là nhiều. Đến bây giờ tôi mới hiểu được cảm giác là các bạn đau răng thì nó sẽ vãi trưởng như nào. Đấy là các bạn ăn nó sẽ không được ngon, và đặc biệt là cái răng của tôi đã nhổ nó cạnh cái răng nhai, và tôi không thể nhai một bên hàm đó được, và bắt buộc là tôi phải nhai bên hàm còn lại. Với kiểu cảm giác các bạn ăn, các bạn nghiêng mẹ đầu, các bạn nhai một bên, nó khó chịu vãi. Tôi mong điều này sẽ sớm kết thúc và tôi có thể ăn to nói lớn, tôi hét con mẹ luôn vào mic cho các bạn nghe. Chứ còn bây giờ thì các bạn có thể nghe giọng nói mình nó giống như con gà dù vậy. Ui, mẹ thằng nào gáy mình trên nhỉ.
Thế còn người ông đây? Hôm nãy vừa bắn một thằng ở trên, không biết giờ còn thằng nào không nhỉ? Má mày, mày ở trên này bố mày xuyên chết cụ mày luôn. Ờ, không có ai, không có ai. Ngon. Thật ra thì tôi đang nói một cách khá là nhỏ để bảo vệ cho cái hàm răng của mình. À, thực chất thì cái răng của tôi đã bị nhổ và người ta đã khâu lợi của tôi thành 3 phát. Tức là bảo vệ cho cái lợi của mình, tôi đã nói một cách rất là nhỏ. Và sau đấy tôi vặn cái vocal mic nó to lên nên là có thể các bạn sẽ nghe tiếng quạt nữa. À, tại sao lại là quạt? Bởi vì là bật điều hòa không thì nó tốn điện, và tôi quyết định là để tiết kiệm tiền điện thì tôi bật điều hòa ở cái độ nó cao hơn tí. Sau đó chúng ta bật quạt thì quạt nó sẽ thổi hơi lạnh vào và như vậy chúng ta cũng sẽ tiết kiệm được tiền điện khá khá. À, các bạn hãy cứ yên tâm đi, những anh em nào mà đang hóng vlog thì anh em yên tâm đấy, là tức là vài ngày nữa thì cái bộ phận nhai của tôi nó trở nên tốt hơn thì tôi sẽ làm nhiều vlog cho anh em xem, chứ không phải là nói chuyện như quạc 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 thế này đâu. Thật sự là hey, bình thường mình nói chuyện với anh em mình nói kiểu giọng nó khác, còn bây giờ nói kiểu mà chẳng khác gì vịt được cả. Các ông sẽ bảo là anh bị cái gì vậy, anh bị sao vậy, nam nhi đầu đội trời chân đi dép tổ ong thì sợ đéo ấy. Đây chỉ là việc nhổ cái răng thôi, nhưng mà tôi nói cho anh em nghe rồi, khi các bạn bị đau tay đau chân ở ngoài thì nó vẫn dễ chịu chán so với việc là các bạn nhổ răng. Thế yo, và chúng ta sẽ xuống dưới này. Khu dân cư à? Thằng nào đấy, từ từ, bình tĩnh thôi bạn ơi. Mẹ mình xuống ngay. Tôi mới xuống đến nơi, mẹ ông kia ông xác mẹ định nhá. Hiện tại tôi vẫn chưa nói đâu, trốn đâu ấy. Hình như ở nhà Doraemon nhưng mà nó trốn mẹ chỗ nào rồi. Lên trên cái đi. Chắc khi mình sẽ qua tạm phía này cái. Tôi sẽ phải chạy xuống từ từ nhá. Anh em mà đang chạy trên đồi thì các bạn chạy theo kiểu hướng chính diện thì tôi nghĩ là tôi sẽ không đảm bảo an toàn cho sự sống của anh em đâu. Các bạn nên chạy vòng để có cơ hội sống sót nó tốt hơn. Chứ còn anh em mà chạy thẳng xuống thì tôi nghĩ là các bạn sẽ die sau 3, 2, 1 giây. Có thính này, ghé qua xíu là tôi qua thính xem. Đó, chúng ta có thêm bông keo này, thêm 3 trái, thật sự là ngon vãi chưởng. Thế tôi có 7 trái bông keo ấy, nó cũng thoải mái hơn là so với việc là ít bông keo. Tôi dặn anh em bao nhiêu lần rồi, các bạn có lượm cả mấy chục bông keo nó càng ngon càng tốt. Rồi. Thế là lúc nãy thằng nào bắn đây, à đây đây đây, đây. Ngay bên kia bình tĩnh nào. Bé yêu, chờ anh tí mà anh mà quay chú xác mẹ định rồi nhá. Nhưng mà hơi khoai mọi người ạ. Tôi đang kiếm cái chỗ nào nó ngon lành tí mà hạ gục thằng này cái. Bên trên này này. Xong, kiểu này mày xác định với bố mày rồi. Ui cái đầu này. Sứt mẹ đầu. Ô, vãi. Ma, nó ăn gì thông minh ấy. Khi mà tôi vừa nhảy lên nó đã biết rồi. Cái đậu xanh của tôi tưởng là chúng ta còn sắp được ăn hack sock chứ. Thế mèo nào. Tôi bắn dọa thôi. Chứ còn là như các bạn biết là bắn vào phía cửa sổ theo kiểu như vậy thì nó chẳng gây ra sát thương nào cả. Nhưng mà ngửa tay thì bắn. Ngại gì bố con thằng nào thì tôi phải ngại chúng nó. Hơi khoai nhỉ. Tầm này mấy giây nữa thu lại rồi mà tôi chạy kiểu này không ổn. Ui. Đấy, trong khi mấy bố chỗ khu dân cư vẫn bắn nhau rất là hăng say, rất là căng. Hầu như mấy ông này, mấy ông không quan tâm bo à? Thôi nhá, anh ăn chắc mặc bền để mày tôi vào bo trước. Tí nữa mấy thằng kia nó vào, tôi đang đứng canh chúng nó, chúng nó xác mẹ, con nhà bà định rồi. Rồi nha, đang ở trong bo rồi. Hello mấy cưng chạy ra ngoài này đi. Ui, mấy cưng sẽ tắt con mẹ điện với anh nhá. Đây. Tắt điện, tắt đèn như ngô tất tố luôn nhá. Dành cho bạn nào chưa biết thì tắt đèn nó là tác phẩm của nhà văn Ngô Tất Tố hay là nhà văn nào đấy tôi cũng đéo nhớ nữa. Nhưng mà tôi đã học ở đâu đấy, hình như ở trong sách ngữ văn cô giáo dạy bây giờ rơi hết mẹ chữ. Thế chúng nó chưa ra à? Ra đây. Ui thôi xong rồi. Ngu mẹ hồi em ơi. Xác con mẹ nhà mày này. Nó vẫn kịp chạy qua gốc cây, hay quá. Không sao, mình có 7 trái bông keo. Ui, lúc nãy bảo rồi mà. Liệu nhiều bông keo để làm gì? Thôi xong. Mày đéo sống được đâu, nói thật đấy. Thằng này bây giờ nó đéo cũng cỡ sống với mình được anh em à. Nó chỉ lên cái nó xác mẹ định nhá. Ui dồi ôi, chạy xuống dưới á. Nhầm hàng rồi. Ui, đéo hiểu sao nhở, sống dai nhở. Con chó này. Mày nghĩ là mày có thể thoát khỏi được tử thần á? Đùa nhau này.
Mũ hồng à? Mũ hồng BD này. Ui mẹ ơi. Khốn vãi mẹ. Được, 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 được. Hảo hảo, bắn hay lắm. Dạ, và đây, như các bạn đang thấy nó chỉ còn lại 3 đứa. Tôi đang phải ngồi cuốn máu tại một đống bom keo này, bởi vì tôi dựng một cái tường chắn nó vô cùng là chắc chắn, nhưng mà dẫu sao tôi vẫn có đường lui. À, cũng khá là may, bởi vì cái lúc tôi cuốn máu thì trong cái khe hở đấy không thằng nào tấn công tôi cả. Thế thì chúng mày chuẩn bị tới số ấy. Ui, nhiều đồ ngon vãi nhỉ, lựu đạn này. Ở đây, có chảo rồi. Lấy quả chảo che mông này, yên tâm là các bạn sẽ không bị lo bắn lủng mông đâu. Anh em yên tâm với tôi là thế. Ba thằng nữa hả? Rồi nhá, anh xem chúng mày trốn đâu nhá. Uầy, một trận đấu lừa đi kill của tôi. À không, thật ra tôi đã cố gắng đi làm sao đi kiếm thật nhiều người để có thể có nhiều kill, nhưng mà cuộc sống mà. Đậu xanh. Chạy. Chạy thế đéo được, nó đang rụt mông kèo nhanh quá. Ờ, bây giờ tôi mới chỉ có 4 kill thôi, bởi vì là leo rank thì chúng nó lại thi nhau đi trốn ấy. Thế nên là bảo là kiếm nhiều kill thì nó cũng khó vách cả trường. Được rồi, nhưng mà anh em yên tâm đi, với cái trình độ mà thiếu lâm tự thượng thừa của tôi tự tin khả năng có thể kill 3 thằng còn lại nó cũng đơn giản. Nhưng mà từ từ nhá, tầm này anh em phải quan sát cho nó kỹ vào, không là bị thằng nào nó móc lốp cho cái thì tôi nghĩ là các bạn sẽ lên thiên đường nói chuyện với hàng Nga sớm. À mà tôi tưởng là hàng Nga ở cung trăng, sorry các bạn, có một sự nhầm lẫn mà không hề nhẹ. Thôi thì dẫu sao cũng sắp đến rằm trung thu nhỉ. Thật ra nó tầm khoảng 1-2 tháng nữa tôi cũng không nhớ nữa, bởi vì tôi lớn rồi và bây giờ không quan tâm mà trung thu là ngày nào. Còn ngày trước thì trung thu nó là một cái ngày mà tôi cũng đang đón chờ ấy, bởi vì là được vui hội trăng rằm. Trăng con mẹ nó rằm luôn này. Xong đấy, có bạn nào thích trăng rằm nữa không nhỉ? Tôi cho trăng rằm nốt luôn. À đây đây, thằng cuối. Ui thôi, nó chạy kiểu này nó ngu rồi. Đéo hiểu sao thằng quần xanh này, mày nghĩ mày là ai? Ô hai ô. Yo. Buya. Nếu như các bạn thấy video của mình hay, đừng quên like và chia sẻ cho video nhá. Ok, và anh em có thể đăng ký kênh để đón chờ những cái video mới nhất từ kênh của Sĩ Kẹo. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.